Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Lâu lắm rồi không quay lên hình các bạn. Có quay nhưng mà cũng chỉ quay chim cò thôi, không quay mặt mũi gì. Đấy, về quê thì nó khá là nóng nảy các bạn. Quý vị hiện tại đang ở Nam Định. Đấy, Nam Định thì thời tiết mùa hè các bạn nóng nảy rồi. Rôm rảy nó nảy ra rất là mệt. Ở trong miền Nam giờ này thì mưa nó hay rất là nhiều, một ngày nữa là một vài trận mưa, nhưng ngoài Bắc mình về thì có thời điểm cả 10 ngày mười mấy ngày nó không có mưa các bạn, rất là nóng, rất là mệt luôn. May mà dàn chim của nhà mình thì có một cái chuồng rất là to. Đấy, trước thì mình để nuôi 1.000 con gà cơ mà các bạn. Đấy, mình nhốt ở trong đó cho nên nó khá là mát và chim nó cực kỳ khỏe các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi chiếu cho bạn coi mấy con chim của mình nha bạn nha. Nhà mình giờ hiện tại vẫn còn khoảng dăm 7 con nữa, cho nên bạn nào cần thì cứ mạnh dạn liên hệ mình. Nó con chim thì nó tùy thuộc vào con chim nó như nào các bạn, giá cả thì nó cũng khá là chênh nhau các bạn. Những cái con chim mà cần phải thuần thì mình sẽ bán rẻ cho anh em về anh em thuần, còn những con chim mình đã thuần rồi ấy các bạn thì giá nó sẽ cao hơn nhá. Hiện tại bây giờ mình mấy con bé của mình thì mình sẽ để lại mình tập. Đấy, tập qua tay tự do mọi địa hình, và con bé trống thì mình sẽ để mình tập săn sẻ để làm clip cho anh em chơi. Bây giờ mình chủ yếu mình bán về mấy con ưng ấn các bạn. Ấn thì ấn trống của mình chưa tập thì tầm 8-900, con nào đẹp với các bạn to đẹp 8-900. Còn con nào mà đã tập qua tay chục mét rồi thì để lại cho anh em tầm 1.3 triệu gì đấy. Những con đã qua tay thì nó cực kỳ dạn người luôn các bạn. Và những con mà dạn dạn vừa vừa thì giá nó sẽ thấp hơn một tí. Đấy. Thì ok, bây giờ mình sẽ chiếu cho bạn coi nhá. Ở đây là con ấn trống cũng tương đối to của mình. Con này thì các bạn thấy không? Con này nông ná nó nhiều nhất trong những cái con ấn của mình, nó ra được ba cái vạch lông đuôi thì các bạn. Thì những con ấn như này thì nó chỉ thêm một vạch nữa thôi các bạn, nó thêm một vạch nữa là nó phun lông thì các bạn. Đấy, lông ná cực kỳ đẹp, mình để ở đây thì nó tiện vào cái đường mà xịt nước các bạn, cho nên là mình tắm rửa cho nó hàng ngày, cho nên là lông nó cực mượt. Yeah. Quay đây cho anh em coi tí nào, đang thích rút dây chân thì các bạn, cực kỳ dạn luôn. Con này thì gọi qua tay thì các bạn. Đấy. Cái này anh em nào về chơi thì mình để cho 1.3 triệu nhá, qua tay rất là tốt rồi. Con này thì nông không bằng con đó, nhưng mà cũng các bạn nhìn nào, mắt nó cực kỳ lì luôn. Đây. Có cả mái cả trống các bạn nhá, nông gần như là full lông hết rồi các bạn. Để nuôi được những cái con như thế này, tập này không phải ít tiền đâu các bạn, cũng khớ tiền thức ăn cho nó rồi đấy. Đây, con này thì khủng hơn con này một tí các bạn, khủng hơn một tí. Yeah. Đấy. Chim cực kỳ khỏe luôn. Con này thì cũng thế thôi. Dạ, đấy, cái con ngoài cùng kia thì rẻ hơn các bạn. Con đấy thì về nhà thuần mấy bữa, bởi vì mình mới cọc ra ngoài này nó vẫn còn hơi nhát. Còn những con này mình cọc ngoài này để cho nó tiếp xúc với người các bạn, tiếp xúc với nhà mình với các thứ thì mình đã thuần được nó rồi. Thứ hai nữa là mình cũng nuôi từ bé lên. Con kia thì nó hơi già tổ một tí, con ở ngoài các bạn, nó hơi già tổ một tí cho nên là nó nhát. Nhưng mà những cái con già tổ thì nó lại cực kỳ những cái con động vật mà nó còn sống như vậy là nó cực kỳ phản ứng rất là nhanh. Con mà nuôi bé lên thì nó chưa tiếp xúc với mồi sống bây giờ thì đôi khi là chúng ta phải vào mồi sống cho nó. Còn con kia già tổ thì khi mà nó trên tổ thì mẹ đã bắt mồi về cho nó tự giết đấy các bạn, cho nên là nó rất là máu đối với những con mồi sống các bạn. Đấy, cái gà mình bắt ra chim cút mà những con đấy mặt nó nhìn chằm chằm, nó chỉ muốn na vào nó chập thôi. Đấy. Đây dòng bét của mình đây.
Bét này thì mình đang gọi qua tay mọi địa hình đấy các bạn, gọi qua tay mọi địa hình rồi. Bét trống thì mình chuẩn bị vào mồi xẻ cho nó rồi các bạn, đợi nó ra cứng hơn tí nữa đã. Bay thì khá là tốt rồi. Còn hai là cái này là hai con bét mái của mình, hai con bét mái thì đang dưỡng các bạn, đang dưỡng. Nó qua tay rồi nhưng mà mình không có ép cân để tập đấy, mới gọi là để cho nó ăn no trên cầu. Đến lúc nào mà nó đói quá thì hất 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 thì nó bay sang thôi. Yeah. Để ngoài này thì cực kỳ mát các bạn thấy không? Trên cây trứng cá của nhà mình nó cực kỳ mát mẻ luôn. Như con này thì rất là to, con bét này thì rất là khủng các bạn. Con này mắc của nó phải tập tầm 230g đó. Con này khoảng 200g. Con này thì mình chưa cân. Yeah. Nếu ok bạn nào mà cần chim phun lông các thứ thì cứ liên hệ mình nhé. Giá thì cực kỳ rẻ rồi nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.